hai bà cháu đây. Ấy, ấy quả tay chua. Dao con dao cùn rồi. Con đang dao khác nhưng là dao này hơi cùn rồi. Là tập bếp đấy. Cái hạt nó ăn ngon hết đấy, cái hạt tay chua. Chị ơi, ra hộp bà cá tay chua đi. Quả cà chua. Hai bà cháu thái quả cà chua này. Ngon lắm, là giống như xin được. Ơi. À, em chi đâu hộ bà đây. Nhưng mà chi chỉ đưa quả thôi. Ơ sao lại ngâm đi mẹ? Sao lại ngâm? Không, không phải ngâm. Ngâm nó hết cái chua đi chứ. Để ngâm cũng được, ngâm được mai đấy. Đá nhựa ăn được. Đấy, chị Hội Nhật bỏ vào trong cái này cho nó ra cái nhựa đi. Thái những quả chín trước được, con quả xanh thì thái sao? Hôm nay nhiều, hôm nay ở cái cây ấy nhiều lắm. Cái hạt ấy ăn được đấy nhá. Ăn ngọt mà. Thử nhé. Ăn thử. Ngon đấy, cái này ngon mà. Ăn như quả bứa, ngọt thật. Cái này ngon. Để cứ kệ nó. Như quả bứa luôn đấy. Kệ nó. Không cần phải mang đâu. Được, em cho em mang lại được. Thôi ăn, bảo ăn cái này say. Ngon á. Để con thử. Như lấy quả chín ở đây ăn ngon rồi. Ngọt phết. Cẩn thận nha con nhé. Hắt đầy chưa? Đây là có một túi tay chua đây này. À, có những quả chín đây. Quả tay chua chín. Nhiều lắm hôm nay đấy. Nhưng mà cũng mình ăn thì mình rửa sạch đi đó. Ai tay chua không? Nha. Đây đó. Còn bạn Chi thì đang bỏ vào. Đấy, bỏ vào đấy con ạ. Ba bà cháu rồi. Thứ hai thì hộ bà đi lại được. À, nên lấy quả chín đấy, lấy quả đấy. Đúng không? Hôm nay ở cái cây có ba cái cây mà nhiều lắm. Ba cây. Ừ, ba cây to, cây toàn mấy chục năm rồi. Thì hôm nay con thấy con ra con nhòm nhòm cái con đậu, ô cái tay chua kia to thế nhỉ. Họ bán này nhưng mà năm nay rẻ quá đây là họ chả bán nữa. Quả hết đi. Cho em xin mấy quả. Thế sẽ là ra anh ấy vặt cho một túi.
Ừ, chỗ này gần cả yến đấy. Nặng phết đấy, không mua đâu. Trước ta chua đắt cơ, nhưng bây giờ thì nó rẻ. Bao nhiêu? 2.000 anh bảo 2.000 một cân. 2.000 một cân không bán. Thế là ta cho một ít. Chú ý là ba cây của nhà anh ấy, một cây to của ấy. Mỗi một cây tay chua mọi năm á, bán được toàn mấy triệu. Chị ơi đừng thò cái tay vào nhá con. Ba. À. Này. Gì? Con đang định cầm đang là canh đây này. À. Đấy, cho vào đấy. Tay chua. Ừ. Ba bà cháu tái. Cả tay chua sắp xong rồi nha. Thôi. Thôi cái thằng để đấy cho nó ra hết cái nhựa đi là được. Còn mai mình phơi. Gì? Ừ. Nhiều quá. À. Ờ.